Dưới chuyện này để em đi tiếp. Em đi tiếp, em nhìn gì? Em nhìn MCV. Em nhìn thể tích trung bình toàn cầu. Để con nói 3 tháng, 6 tháng đó. Bên này, còn lại em nhớ một số thôi, 75. Còn lại nhớ vậy đó, cho nó dễ. Thì khi mà em thấy nó giảm thì em đi về hướng này. Nếu nó tăng nhưng hồng cầu lưới, em mới nhìn hồng cầu lưới nữa. Để con nói đó, hồng cầu lưới nha. Đó. Hồng cầu lưới tiêu chuẩn là 40.000 đến 80.000. Nếu nó giảm mà MCV tăng, em đi về đây. Em đi về hướng này. Nếu MCV bình thường, số lượng MCV bình thường, chỉ số của MCV bình thường, nhưng em đếm hồng cầu lưới giảm thì em đi về hướng này. Nếu trong tình huống MCV của em bình thường nhưng hồng cầu lưới em tăng thì em đi về hướng này. Có nghĩa là gì? Đến cái giai đoạn thứ hai, sau khi nhận cái hemoglobin, em nhìn MCV để tích trung bình hồng cầu và em nhìn cái hồng cầu lưới để em đi tiếp. Chứ em đừng có làm xét nghiệm tùm lum đó, để chúng ta đi tiếp. Bây giờ cô nói trong tình huống MCV em giảm nè, thì em làm hai xét nghiệm thôi, sắc huyết thanh và creatinine. Nếu sắc huyết thanh của em giảm và creatinine giảm thì chẩn đoán của em là thiếu máu huyết sắc. Thế đó đủ rồi, em thấy không? Thiếu máu, MCV giảm, creatinine, sắc huyết thanh giảm, chẩn đoán thiếu máu huyết sắc. Em chỉ cần nó làm hai xét nghiệm mà không biết đồ là sắc huyết thanh và creatinine giống hết. Em không có làm cái xét nghiệm nào khác, tại vì em tiết kiệm được xét nghiệm, em không có lấy máu bệnh nhân nhiều. Trong tình huống MCV giảm, thiếu máu nè, MCV giảm nè, em làm sắc huyết thanh bình thường hoặc là tăng, em làm tới đây nhưng mà sắc huyết thanh của em nó ra nó không giảm, nó lại bình thường hoặc là tăng, thì khi đó em phải làm thêm cái điện di hemoglobin nè. Và khi đó nếu điện di hemoglobin bất thường thì em ra là chẩn đoán thalassemia. Nếu điện di của em ra bình thường thì em làm thêm cái quỹ đồ, thì khi đó em ra là thiếu máu nguyên bào sắc. Đó là cái đường đi của chúng ta, nghĩa là MCV giảm, làm sắc huyết thanh nó bình thường hoặc là tăng, thành điện di. Điện di bất thường ra thalassemia, điện di bình thường nó là thiếu máu nguyên bào sắc. Cho nên tới đây thì cô nói gì? Trong bài tiếp của mấy đợt sau chúng ta sẽ học thiếu máu thiếu sắt ngành đề. Thì em biết là nó ta sẽ mô tả đó là cái thiếu máu hồng cầu nhỏ. Cho nên em phải đi. Và kế tiếp em sẽ học cái bài thalassemia nó nằm đây nè. Trong cái chương trình của các em nó nằm đây nè. Những cái bệnh thường gặp nhất nó nằm đây. Và một số bệnh nó nằm ở đây. Cô đi tiếp. Đó là khi em có MCV giảm. Còn bây giờ MCV em nó không giảm thì nó lại tăng nè. Nhưng mà em thấy hồng cầu lưới của em giảm, MCV tăng nó to ha, hồng cầu to ha. Nhưng mà lượng hồng cầu lưới giảm có nghĩa là gì? Là không đáp ứng tủy. Thì khi đó em làm cái tủy đồ. Thường á, em có một cái thiếu máu do thiếu B12 hoặc acid folic. Còn trong trường hợp á, mà MCV của em bình thường nhưng mà hồng cầu lưới của em giảm, cái này là chuẩn hết á, hồng cầu lưới này cô nói rồi 40.000 đến 80.000 là bình thường. Nếu mà giảm thì khi đó em làm xét nghiệm sắc huyết thanh, ferritin, creatinine và DSH. Lý do tại sao là tại vì ở giai đoạn đầu nó có thể bất thường, thiếu máu thiếu sắt ở giai đoạn đầu nó có thể nằm ở đây, ở giai đoạn sớm creatinine để tìm một cái suy thận mãn, DSH để em tìm cái suy giáp. Thì nó khi mà em thấy một trong những cái này á mà nó bất thường á thì lại đã ra chẩn đoán này rồi, ở giai đoạn sớm. Ở giai đoạn mà MCV bình thường mà có lưới giảm, em vẫn có thiếu máu thiếu sắt ở giai đoạn này nha. Cho đến giai đoạn tiếp theo á, em mới có cái hồng cầu, cái MCV giảm sau đó nó mới giảm. Chứ lúc đầu á cái MCV của thiếu máu thiếu sắt nó bình thường. Trong trường hợp MCV bình thường ha, mà hồng cầu lưới em giảm thì mà nguyên cái nhóm xét nghiệm này bình thường hết nè, thì khi đó em làm kỹ đồ.
Em làm kỹ đồ thì khi đó em ra bán nhóm này, trong đó ung thư máu của em nằm đây và quyết gấp nằm đây. Cho nên nếu em đi lâm sàng đó, em để ý đó, bệnh bạch huyết cấp nó rất là nhiều đó. Nó sẽ là một cái MCV thường thường hoặc cầu lưới giảm. Đó là chứng hình của bạch huyết cấp. Bạch huyết cấp là MCV phải bình thường. Thế đến MCV của em bình thường, hồng cầu nó thể tích trung bình bình thường. Hồng cầu lưới nó lại tăng, nó không giảm, nó cũng lại tăng này. Trên 80.000, trên 200.000 nó lại tăng rất là nhiều. Thì khi đó em biết là gì, hồng cầu lưới tăng có nghĩa là có đáp ứng tủy rất là mạnh, đúng không? Thì khi đó, một là em nhìn ra có xuất huyết hay không, em tìm dấu hiệu xuất huyết. Nếu bệnh nhân xuất huyết ở trước mặt mình nó bị chấn thương gì đó thì nó quá rõ rồi. Còn không, mình đi tìm một cái xuất huyết nội, xuất huyết tiêu hóa nội, cái red mà nó là âm ỉ mấy cái polyp nó âm ỉ gây xuất huyết nội ha, mà âm ỉ thì mới rất nhiều tiền. Khi đó em sẽ thấy gì, bệnh nhân có MCV bình thường à, nhưng mà cầu lưới nó tăng tại vì tủy nó bù lại để đáp ứng mất máu nó bù lại. Còn nếu em không tìm ra được xuất huyết thì em nhìn cái bilirubin nè, em không thấy gì xuất huyết mới em tìm, em thấy gì xuất huyết em nhìn bilirubin nè. Mà em nhìn cái bilirubin tự do mà nó tăng đó, đó là thiếu máu huyết tán, thiếu máu tan huyết. Thì khi đó em làm tiếp test được cung nhà. Nếu test được cung thì dương tính, thiếu máu tan huyết miễn dịch. Nếu test được cung âm tính, thiếu máu tan huyết do màng hồng cầu, do tại hồng cầu vân vân. Đó là cái lưu đồ chẩn đoán thiếu máu. Cô nhắc lại, nếu em đi đúng cái đường này, ví dụ như MCV giảm hay đi cái đường này, vậy là xét nghiệm lúc này thôi, đừng có làm cái test được cung để làm cái gì, không có ra cái gì đâu, chắc chắn với em nó không có ra gì hết, nó sẽ ra bình thường. Cho nên mình có cái lý luận, mình có cái suy nghĩ, mình chỉ định cái xét nghiệm đúng đúng thôi. Và nếu em muốn em phải đi theo cái lưu đồ này, đó là cái cách mình phải giúp mình chẩn đoán được thiếu máu là tốt nhất, nhanh nhất, chẳng đoán ra nguyên nhân tốt nhất. Nếu mà đi đúng cái lưu đồ này. Cho nên cô rất mong cho em về đọc lại cái lưu đồ này theo nó và chẳng đoán thiếu máu dựa vào cái lưu đồ này, ngay cả người lớn em có thể hiểu được cái lưu đồ này. Những cái bài sau á, trong chương trình huyết học nhi á, thì chúng ta sẽ học một bài cuốn máu cuốn sách nó nằm ở đây, mình để ý nha, cái bài cô sẽ dạy nó nằm ở đây. Và khi cô dạy á, nó phản ánh lên cái lưu đồ này, thì đó cô sẽ nói cuốn máu hồng cầu nhỏ, những cuốn sách gì đó, mình thấy như thế. Đến cái bài Thalassemia cô cũng sẽ nói với mấy em nó là cái loại cuốn máu hồng cầu nhỏ gì đó. Và sau đó nó sẽ có cái bài đây. Thiếu máu tái huyết miễn dịch nó nặng đây. Khi đó cô sẽ nói với em là MCV bình thường, hồng cầu lưới tăng, test được cung dương tính, bilirubin tự do tăng. Thì khi đó em sẽ thấy đúng là cái đường. Và cái nhóm trong cái phần thiếu máu tái huyết nữa nó nằm ở đây đó. Cho nên khi em hiểu được cái lưu đồ này, em sẽ hiểu được những bài sau rất là dễ. Những bài tới đây chúng ta sẽ học trong cái chương trình của Vi 4. Các em có câu hỏi gì không? Em nên làm kỹ đồ để có bằng chứng chính xác. Tại vì khi đó cái gì cũng vậy, ví dụ như chẩn đoán cái máu không tầm soát phải có bằng chứng, phải có bằng chứng. Ở đây theo cô em vẫn phải làm cái kỹ đồ để em có bằng chứng, tại vì mình không lường trước được đâu, không lường trước được đâu. Chắc chắn em phải có bằng chứng phải chăng đó là một cái thiếu máu nhưng mà sao nghe lần đầu hay không. Lý do là tại sao cô nói với em như vậy, cái này là cái lưu đồ, nhưng mà có khi em đến đây ha, em làm ha, nó bình thường ha. Em làm ngay cả làm kỹ đồ giai đoạn đầu nó cũng chưa ra.
nó ra nó giúp em được chẩn đoán, nó không ra em đúng đúng đó, em không phải theo dõi được nha. Cảm ơn em không hỏi hết, tại cô không nói hết trong bài. Cái cô muốn nói đó là gì? Không phải đơn giản như cuộc đời nó đơn giản như chúng ta nghĩ như vậy đâu, nhưng mà trên thực tế là gì? Cái cô muốn nói với em là một bệnh nhân thiếu máu, hồng cầu nhỏ, em đừng bỏ đúng nó. Có nghĩa là gì? Khi em tìm hết, không có thấy một cái nguyên nhân nào ở lại trên á, em làm đúng tường lửa á, có khi em không tìm ra được cái gì đâu, một ý rồi bình thường mà nha, em không có thấy gì hết. Thì cái cô muốn nói rằng là một bệnh nhân em tìm hết nguyên nhân, em không thấy mà chỉ thấy nó cứ hồng cầu nhỏ hoài đó, thì coi chừng em vẫn phải theo dõi 6 tháng 1 năm bình thường, tiếp tục theo dõi một cái biết độ 6 tháng 1 năm. Tại vì cái thiếu máu dây vào sắt là một cái tiền ung thư, nó có thể xảy ra muộn 5 năm, 3 năm, 5 năm, 7 năm sau, chứ không phải chụp cái em chụp được nó liền được đâu. Đó là những cái tình huống mà đôi lúc em sẽ gặp nó, nó là như vậy. Có nghĩa là nó biểu hiện ban đầu là một cái thiếu máu còn nhỏ, tránh hết mà tiền hoàng tiện ra như nhau chuyện tại trên, em kịp cách mấy cũng không ra hết. Nhưng mà cái tôi muốn nói là em đừng bỏ hẳn cái chuyện đó, em không phải tái khám bệnh nhân, em không phải làm lại cái đồ đến ngày nào đó sẽ kiếm lại. Tại nó là cái tiền ung thư, nó âm ỉ trên nhiều năm cái tiền cá nguyện. Nên là như vậy, nếu em muốn đi về muốn học mà sâu hơn thì vậy. Cho nên cái thông điệp của tôi là đánh trước một cái thiếu máu hồng cầu nhỏ, không tìm ra được nguyên nhân, chúng ta nhớ là vẫn phải tái khám và theo dõi bệnh nhân cho đến khi tìm ra. Chứ nó không đơn giản. Các em có câu hỏi gì nữa không? Khi mà chúng ta không có nắm cái lưu đồ này á, cô nói thật đó cô nhiều lúc cô hướng dẫn lên sàn trên cho sao đại học á, các bác sĩ ra trường hội á trong nhiều năm á, có khi ca đây á, các bác sĩ đi làm đủ thứ xét nghiệm hướng này, cô thấy rất là buồn. Thiếu máu cầu nhỏ mình đi dễ hướng này chứ, thiếu máu cầu nhỏ đi làm nguyên cái xe ở bên này, tại vì không học cái lưu đồ mà là nguyên cái nhóm bên đó nó là bình thường cái loại trên. Ferritin là chất dự trữ sắt thực sự
thể. Chim là nó là một protein nè. Khi mà em thấy tất cả cái gì mà chim kia nó là protein nè. Chim nó là chất dự trữ chính xác nhất của sắt trong cơ thể. Cho nên em đánh giá thiếu máu thiếu sắt dựa vào ferritin nè, chứ không có dựa vào sắt huyết thanh. Tại sao? Tại vì em nói cái hormone nè, hormone là gì? Hormone là chuyên chở, hormone cái chữ gì mà em thấy bắt đầu diễn hormone là chuyên chở. Cái chất sắt của em đó, nó muốn được đo ở trong cơ thể nó phải gắn vô một cái chất chuyên chở là hormone nè. Thì khi đó em mới đo được nó, em mới đo được cái chất sắt ở trong cơ thể của em. Trong tình huống viêm, tình trạng viêm này, cái hiện tượng viêm á, nó sẽ ức chế, nó không có cho sắt huyết thanh gắn vào cholesterol nè. Cho nên sắt huyết thanh nó sẽ đi lon, nó không có gắn, không có được chuyên chở. Và khi đó, khi em đo được nó trong sắt, trong máu của em không đo được. Có nghĩa là khi đó em sẽ thấy sắt huyết thanh giảm. Đối với một hiện tượng viêm thì em có ferritin tăng nhưng mà sắt huyết thanh giảm. Sắt huyết thanh giảm là tại vì hiện tượng viêm nó đã ức chế không cho sắt huyết, hiện tượng viêm ức chế không cho sắt huyết thanh gắn vào hormone. Và khi nó không gắn vào được á, hoặc là nó bị giữ lại trong đại thực bào, thì em thấy trong máu á, em không đo được nó, em thấy nó giảm. Nhưng mà giảm đó là giảm một cách giả tạo. Giảm cách giả tạo có nghĩa là gì? Em điều trị hết hiện tượng viêm á, nó gắn lại trở lại được, thực bào nó nhả ra, sắt huyết thanh tăng lên, không có điều trị bằng sắt huyết thanh, không điều trị bằng sắt, được không em? Ferritin tại sao nó tăng trong hiện tượng viêm? Em thấy nè, ferritin là bình thường hoặc thanh tăng ha, nhưng mà sắt huyết thanh giảm, đó là hiện tượng viêm. Ferritin nó là chất dự trữ sắt trong cơ thể của mình, nhưng đồng thời nó